chúng ta sẽ đến với một thành viên nữa, một thành viên mới. Xin mời chị Đông Trần với bài hát Biển Tình. Lời đầu tiên tôi xin gửi lời chào và chúc sức khỏe tới toàn thể tất cả các anh, các chị, các em trong buổi giao lưu buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây tôi xin hát bài Biển Tình. Chúng ta cùng bước, xiết tay dắt nhau
bao